Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của trong ngày nhé. 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít khi về nước, 4 giờ 15 ngày 10 tháng 2 năm 2020. Chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đưa 30 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về cảng hàng, không sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Chuyến bay trên chở 48 người, trong đó có 30 người là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Quốc 15 người của phi hành đoàn và 3 nhân viên y tế. Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nốt gây ra. Ngay sau khi xuống máy bay, lực lượng, chức năng thực hiện tiêu tẩy độc cho người và phương tiện trước khi đưa lên xe ô tô về Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 Hà Nội. Để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị. Các công dân Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, các công dân Việt Nam về nước và được đưa lên xe về bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để theo dõi, kiểm tra thân nhiệt và tiêu độc khử trùng người và phương tiện trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Công dân Việt Nam được hướng dẫn tẩy trùng trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn Quảng Ninh. Lực lượng nhân viên y tế, hóa học và cảng vụ hàng không Vân Đồn chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêu tẩy, khử trùng cho người và phương tiện từ Vũ Hán Trung Quốc. Công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán Trung Quốc công dân việt nam làm thủ tục tại sân bay vân đồn dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé